Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 6 tháng 3, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thăm và làm việc tại huyện Thường Xuân, kiểm tra tình hình kết quả sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả thực hiện thông báo kết luận số 67 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với huyện năm 2021. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thường Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án đường giao thông nối từ quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng. Tuyến đường có chiều dài 7,5 km. Điểm đầu tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. Điểm cuối tiếp giáp với đường từ xã Xuân Cao đi xã Luận Thành, huyện Thường Xuân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đối với huyện Thọ Xuân, cần khẩn trương hoàn thành đầu tư khu tái định cư để các hộ dân nhận đất, xây nhà, bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Đối với huyện Thường Xuân, mặc dù đến nay công tác giải phóng mặt bằng đang rất thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra, song vẫn còn một số vị trí còn vướng, cần tiếp tục tập trung để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo nhà thầu tích cực triển khai các mũi thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa tuyến đường vào sử dụng trong tháng 5 năm 2025, rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch. Trò chuyện với các hộ dân xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân có đất đai nhà cửa nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường đối với phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh, mong muốn bà con đồng tình ủng hộ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời khẳng định mọi quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân sẽ được đảm bảo cao nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Cũng trong chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác cũng đã đến thăm trang trại trồng bưởi ở xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân do anh Lê Xuân Hoàng từ Hà Nội về đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao hiệu quả mô hình trồng bưởi theo phương pháp canh tác hữu cơ, thân thiện với môi trường, gắn với chế biến sâu, tạo thành các sản phẩm có giá trị cao từ bưởi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành liên quan và chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để chủ trang trại mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư kho lạnh, bảo quản sản phẩm, nghiên cứu nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ để phát huy tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Báo cáo của huyện Thường Xuân và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc đã làm rõ những kết quả nổi bật mà huyện đạt được sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đã đề ra, đến nay có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt trên 80%. Tuy nhiên, một chỉ tiêu rất quan trọng là tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm giai đoạn 2021-2023 mới chỉ đạt 4,41%, thấp xa so với kế hoạch. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người hiện đang thấp so với bình quân chung của tỉnh, thấp hơn nhiều huyện miền núi và khó có khả năng hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, hiện các chỉ tiêu về trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đã tiệm cận so với kế hoạch. Chất lượng giáo dục đại trà của Thường Xuân hiện đang đứng thứ 5 trong 11 huyện miền núi của tỉnh. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thời gian gần đây đã có chuyển biến theo hướng tích cực. Cùng với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, huyện Thường Xuân cũng đang tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo thông báo kết luận số 67 của Văn phòng Tỉnh ủy. Trong đó, một số nội dung đã đạt kết quả tích cực như công tác quy hoạch, phát triển kinh tế lâm nghiệp, công tác xây dựng đảng. Các ý kiến thảo luận cũng phân tích làm rõ những tiềm năng thế mạnh của huyện Thường Xuân, chỉ ra những khó khăn thách thức đang là rào cản đối với sự phát triển của huyện, gợi mở các giải pháp để khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Thường Xuân đạt được sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thường Xuân vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, có mặt yếu kém, đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của huyện, một số chỉ tiêu cơ bản đạt rất thấp so với kế hoạch. Hiện nay, Thường Xuân vẫn là một trong 74 huyện nghèo nhất cả nước. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết nối với doanh nghiệp để liên kết, sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân vẫn còn hạn chế. Công tác xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao, công tác chuẩn bị đầu tư còn tồn tại hạn chế, sai sót. Tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án trên địa bàn còn rất chậm. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mặc dù được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được nhiều dự án lớn,
có tính chất đột phá cho sự phát triển của huyện. Chất lượng văn hóa xã hội chuyển biến chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo mặc dù có giảm nhưng vẫn còn ở mức khá cao, đời sống một bộ phận người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Trật tự an toàn xã hội có mặt còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo chỉ đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở còn hạn chế, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ ở một số phòng ban và một số xã còn hạn chế. Cá biệt có những cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, thiếu tâm huyết, trách nhiệm với công việc, tư tưởng bảo thủ, ngại khó, trông chờ ỷ lại của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân chưa được khắc phục triệt để. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho rằng, so với các huyện miền núi của tỉnh, mặc dù còn những khó khăn bất lợi, song Thường Xuân cũng có những tiềm năng lợi thế quan trọng. Nổi bật là diện tích tự nhiên lớn nhất toàn tỉnh, địa bàn rộng, có tiềm năng lớn về rừng. Về vị trí, huyện gần với khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, gần với cảng hàng không Thọ Xuân và cách thành phố Thanh Hóa không xa, có đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 47 đi qua. Bên cạnh đó, địa bàn huyện là vùng sinh thái rừng đầu nguồn, có tiềm năng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy điện, du lịch, dịch vụ và công nghiệp. Ngoài ra, Thường Xuân còn là huyện giàu truyền thống lịch sử, có nhiều giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc Thái, Mường, Kinh. Để phát huy tốt những tiềm năng thế mạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phải thật sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, cụ thể hơn. Phải nghiên cứu, đánh giá kỹ các tiềm năng thế mạnh, những yếu tố thuận lợi cũng như những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn của huyện trong quá trình phát triển. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển và các giải pháp phù hợp để phát triển nhanh và bền vững, đưa huyện Thường Xuân thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025, trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Thường Xuân cần tập trung thực hiện cho được 4 khâu đột phá. Một là đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng cụm công nghiệp và hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông đối ngoại để tăng tính kết nối giữa Thường Xuân với các huyện lân cận trong tỉnh, khu vực miền núi Tây Bắc, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn, Lào. Thứ hai là đột phá về thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp và du lịch, lựa chọn các dự án công nghiệp phù hợp, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Thứ ba là phải tạo được đột phá trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục cho được tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động, quen chịu khổ, không chịu khó, cam chịu đói nghèo, chuyển thành năng động, cần cù, chịu khó để thoát nghèo. Khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc thành nguồn lực, động lực để phát triển. Thứ tư là đột phá trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Phải quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đeo bám công việc đến cùng và làm việc gì, dứt điểm việc đó, mang lại sản phẩm hiệu quả đích thực. Về một số nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu huyện Thường Xuân gìn giữ, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Đảng và nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến chỉ đạo của tỉnh tập trung rà soát, đánh giá khách quan, chính xác, trung thực, đúng quy định toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20. Trên cơ sở đó, đối với những chỉ tiêu đã đạt, phải phấn đấu đạt cao hơn. Những chỉ tiêu đạt thấp, khả năng khó hoàn thành, cần phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp cụ thể, phân công tập thể và cá nhân phụ trách, xác định rõ thời gian thực hiện và hoàn thành để tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quy hoạch nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh về vị trí địa lý của huyện để mở ra không gian phát triển mới, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch và đầu tư hạ tầng theo quy hoạch đã được duyệt. Trên lĩnh vực kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Thường Xuân phải luôn coi phát triển nông nghiệp là nền tảng, là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, phải xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có thế mạnh của huyện, phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, chủ động các phương án đảm bảo quốc phòng an ninh, không để xảy ra bị động bất ngờ. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và từng đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện phải sâu sát cơ sở, biết dựa vào dân, lắng nghe dân, nêu cao hơn nữa tinh thần năng động sáng tạo, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, luôn trăn trở, tìm ra giải pháp để xây dựng phát triển huyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính năng động của bộ máy chính quyền,
tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, huyện Thường Xuân cần tích cực chuẩn bị các điều kiện, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều qua ngày 6 tháng 3, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, đồng thời biểu dương ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng cán bộ hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều đóng góp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội và thành tựu chung của tỉnh, đồng thời luôn thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều phong trào tiêu biểu, nhất là các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã quan tâm có nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, đặc biệt chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, góp phần vào công tác an sinh xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ trên quê hương 3 triệu anh hùng và những kết quả đạt được trong thời gian qua, tăng cường đoàn kết gắn bó hơn nữa để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của công tác hội, nghiên cứu thêm các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của địa phương, có nhiều chương trình hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên phát triển mọi mặt. Đồng thời, cán bộ hội viên phụ nữ trong mỗi tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở phải luôn thực sự chia sẻ đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ nhau trong công việc và đời sống, dân chủ minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu luôn là lá cờ đầu trong phong trào phụ nữ toàn quốc. Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã báo cáo một số kết quả nổi bật của các cấp hội phụ nữ đạt được trong thời gian qua và các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đồng thời thể hiện quyết tâm của cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xung đột tại Biển Đỏ kéo dài từ cuối năm 2023 đến nay đã khiến giá cước vận tải biển tăng phi mã, kéo theo chi phí hoạt động của các doanh nghiệp trong cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng cũng tăng lên. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những ngành hàng xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, EU đang phải xoay sở đưa ra các giải pháp ứng phó để vừa đảm bảo đơn hàng ký kết, vừa duy trì ổn định sản xuất. Chỉ vừa mới đón tin vui khi đơn hàng quay trở lại những tháng đầu năm 2024, thì doanh nghiệp này lại phải đối diện với thách thức khi cước vận chuyển tăng gấp nhiều lần so với thời điểm cuối năm trước. Đại diện doanh nghiệp cho biết, bình quân mỗi tháng đơn vị xuất khẩu khoảng 50 container hàng thủy sản, chủ yếu là thị trường châu Âu theo hình thức hợp đồng CIF, nghĩa là bên bán trả cước vận chuyển. Thời điểm này năm ngoái, giá cước vận tải ở mức 1.800 USD một container, thì hiện nay giá cước và các phụ phí khác đã tăng lên tới 8.700 USD một container, đồng nghĩa với mỗi tháng doanh nghiệp mất thêm khoảng 7 tỷ đồng chi phí vận chuyển. Thời gian giao hàng cũng bị chậm do nhiều hãng tàu phải điều chỉnh lịch trình, khiến dòng vốn quay vòng của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã phải thay đổi, tái cấu trúc lại các dòng sản phẩm, tái cấu trúc lại thị trường, ưu tiên cho các nước ở châu Á như Trung Quốc, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi đặc biệt là chúng tôi bắt đầu đi vào thị trường Đông Nam Á. Và thực sự may mắn là các mối quan hệ với khách hàng của chúng tôi là từ lâu năm, tương đối bền vững, cho nên cũng được khách hàng cùng chia sẻ để vượt qua những giai đoạn khó khăn như thế này. Một số công ty vận tải biển tuyến Mỹ và châu Âu cho biết, hiện nay giá cước vận chuyển từ Việt Nam sang các thị trường này khoảng từ 4.000 đến 4.500 đô la Mỹ trên container và bị áp phụ phí khoảng từ 1.500 đến 3.000 đô la Mỹ trên container và đang tiếp tục tăng gấp nhiều lần so với cuối năm ngoái. Mức phí trên đang tác động không nhỏ tới tất cả lĩnh vực xuất nhập khẩu như gỗ, thủy sản, nông sản, dệt may da giày, sản phẩm điện, điện tử. Do là tình hình cước biển nó tăng lên cho nên là khách hàng đầu nước ngoài người ta cũng chần chừ và
dừng nhập hàng. Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với khách hàng để nắm bắt tình hình và thương lượng với khách hàng để hỗ trợ về giá cước biển, thì chúng tôi có thể là đẩy hàng đi để tránh tình trạng là hàng tồn kho trong thời gian dài ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Dù bán hàng với hình thức CIF, nghĩa là bên bán trả cước vận chuyển, hay FOB, bên mua thanh toán cước vận chuyển, thì bất lợi vẫn nằm nhiều ở phía các doanh nghiệp vì lợi nhuận bị thu hẹp, thậm chí đối diện nguy cơ mất khách hàng khi đối tác dừng mua hoặc tìm đơn hàng ở những thị trường ít bị ảnh hưởng. Không chỉ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu, việc tăng chi phí vận tải biển đang tác động làm tăng giá cả các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, gây khó cho kế hoạch phục hồi của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ làm việc với đối tác để thương lượng lại giá cả, thời gian vận chuyển. Khi ký kết đàm phán hợp đồng, nên có điều khoản về bồi thường, miễn trách nhiệm trong các tình huống khẩn cấp để tránh rủi ro tổn thất có thể xảy ra. Ngoài ra, cũng cần phải chủ động các phương án vận chuyển khác, đa dạng hóa thị trường để hạn chế ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng. Với phương châm nhà nước hỗ trợ, nhân dân chủ động, cộng đồng giúp đỡ, trong năm qua, từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Quan Hóa đã tập trung hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo. Nhiều ngôi nhà của bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn đã được xây dựng mới, đã giúp cho bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo. Sau hơn 2 tháng xây dựng, căn nhà tranh vách nứa của gia đình bà Hà Thị Bản ở bản Thu Đông, xã Phú Xuân trước đây đã được thay thế bằng ngôi nhà khang trang vững chắc. Từ nguồn kinh phí 40 triệu đồng của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cùng với sự hỗ trợ ngày công của anh em hàng xóm, căn nhà cấp 4 với diện tích 70m² được hoàn thành đã giúp gia đình bà ổn định cuộc sống. Nhà tôi cũng hoàn cảnh, thì nếu mà nhà nước không hỗ trợ, quan tâm là giúp đỡ gia đình thì có khi là gia đình tôi cũng không làm được cái nhà. Gia đình tôi là cũng phải là cố gắng đi làm, kiếm tiền. Để mà nhà cũng có ở rồi, nhà nước hỗ trợ quan tâm mà. Thì bây giờ cũng là lo ăn, lo mặc với là làm kinh tế để sau này cho con cháu khỏi phải khó khăn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Quan Hóa có tổng cộng 887 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trong năm 2023, huyện đã hỗ trợ làm nhà cho 543 hộ với tổng số tiền đã giải ngân là hơn 16,2 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, lồng ghép, huy động thêm các nguồn lực khác để giúp các hộ dân xây dựng nhà ở kiên cố. Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với các tổ chức mặt trận, hội đoàn thể là tổ chức giám sát từng giai đoạn một để mà nghiệm thu cũng như là tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ cho các hộ, và đặc biệt là đối với các hộ mà đặc biệt khó khăn ấy, đặc biệt là không có lao động, thì chính quyền cũng như là mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể cũng đã có đóng góp những cái bằng vật chất rồi là bằng ngày công để mà tạo điều kiện thêm cho các hộ có thêm cái sức lực để mà xây dựng được một căn nhà để đảm bảo về ba cứng theo cái tiêu chuẩn. Quan Hóa là địa bàn biên giới miền núi, thường xuyên phải hứng chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Trong khi đó, vẫn còn nhiều hộ đang phải sinh sống với những ngôi nhà sập xệ không an toàn. Bởi vậy, việc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở là cấp thiết, giúp các hộ có nhà ở an toàn, ổn định. Tổng số thực hiện năm 2024 này là 193 hộ. Hiện nay, thì Ủy ban Nhân dân huyện và Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực phối hợp với chính quyền, các ban ngành địa phương để tập trung đẩy nhanh tiến độ và nhằm thực hiện mục tiêu là hoàn thiện và đưa vào sử dụng tất cả các số nhà này vào cuối năm 2024 và thực hiện đúng tiến độ giải ngân giai đoạn 2021-2025 theo quyết định và đã được phê duyệt. Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một hộ nghèo có nơi ăn chốn ở ổn định, bớt đi gánh nặng về nhà ở, từ đó yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lao động thời vụ theo visa E8 tại Hàn Quốc là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có một số tổ chức cá nhân lợi dụng chương trình này để quảng cáo, ký hợp đồng, thu tiền không đúng quy định, hứa hẹn đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
mong muốn cải thiện kinh tế gia đình. Tháng 5 năm 2023, anh Lê Quang Thành ở xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa đã nghe theo lời giới thiệu của người quen, đặt cọc 30 triệu đồng để tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Anh Thành cho biết, đối tượng môi giới cam kết cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2023 sẽ đưa anh sang Hàn Quốc làm việc với mức lương từ 30 đến 40 triệu đồng một tháng. Chờ đợi mãi không có kết quả, anh đã nhờ tư vấn pháp lý và lấy lại được số tiền đã đặt cọc. Tuy nhiên, theo anh Thành, vẫn còn nhiều người không có được may mắn như mình. Tôi là người đầu tiên là tôi rút khỏi chỗ đi. Thì xong khoảng 2 tuần sau thì tôi mới lấy được tiền cọc là 30 triệu. Còn giấy tờ với hộ chiếu thì họ hẹn 1 tháng sau họ mới trả. Và sau đó thì cũng tất cả các chị em thì cũng lần lượt cũng rút về. Và đến bây giờ thì tôi cũng thấy là có ít anh chị em cùng học với tôi là cũng chưa lấy được. Có người đang còn 15 triệu, có người hơn chục triệu gì đấy. Thời gian chờ đợi xuất cảnh ngắn, thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp. Đây là những bánh vẽ hấp dẫn mà các đối tượng môi giới đưa ra để mời chào người lao động tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Thậm chí, những người lao động chưa có thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc, đối tượng môi giới cũng hứa hẹn làm thủ tục chuyển hộ khẩu đến địa phương đã có thỏa thuận với Hàn Quốc để thu thêm tiền của người lao động. Mời chào là cũng là lương bổng người 40-50 chẳng hạn đấy, rồi đi thì hết 140-150. Nhưng mà nói thật là tôi không dám đi. Vì tôi bây giờ môi giới nó nhiều nên là đi không yên tâm. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa khẳng định đối với thị trường Hàn Quốc, hiện nay, Sở chỉ phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, Visa E9, bao gồm 5 ngành nghề là sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và đóng tàu. Còn đối với chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, Sở và các địa phương chưa triển khai việc tuyển chọn, đào tạo người lao động trên địa bàn. Thì đối với chương trình này, thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay, 3 địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện hợp tác đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Đó là huyện Hoàng Hóa, Hậu Lộc và Nông Cống. Tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa được phản hồi của các địa phương bên phía Hàn Quốc nên chưa có cơ sở để tổ chức tuyển chọn và đào tạo. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước mới chỉ có 12 tỉnh thành phố đã ký thỏa thuận với các địa phương của Hàn Quốc để đưa lao động sang làm việc thời vụ. Tại các địa phương triển khai chương trình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý thực hiện, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở là đơn vị trực tiếp tuyển chọn, hoàn thiện hồ sơ và phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc. Để tìm hiểu và tham gia chương trình E8, người lao động chỉ liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú, không đăng ký tham gia với bất kỳ tổ chức cá nhân môi giới nào để tránh bị lừa đảo, thu tiền không đúng quy định. Nghị định số 24 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành. Với nhiều điểm mới, nghị định được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế. Nghị định 24 quy định chi tiết về trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phân cấp giao quyền cho chủ đầu tư, cắt giảm thời gian và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu qua mạng để nâng cao tính công khai minh bạch hiệu quả kinh tế. Đáng chú ý, Nghị định 24 đã quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách, cấp cứu người bệnh, phục vụ phòng chống dịch bệnh. Liên quan đến xác định giá gói thầu, Nghị định 24 quy định trường hợp có nhiều hơn một báo giá thì chủ đầu tư được lựa chọn báo giá cao nhất. Quy định này giúp cho bệnh viện lựa chọn được hàng hóa có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu chuyên môn và khả năng tài chính của mình. Chúng tôi rất là hào hứng đón nhận Nghị định 24 như là một luồng khí mới để giúp cho các cơ sở y tế thực hiện việc đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hóa chất phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Các nội dung của Nghị định 24 có nhiều nội dung rất là quan trọng, rất nhiều nội dung đã được cởi mở, tháo gỡ những khó khăn mà lâu nay các cơ sở y tế đang vướng mắc trong vấn đề lập kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và trang thiết bị y tế. Đây cũng là một trong những cái mà thuận lợi đã giải quyết được một số những cái khúc mắc, một số những cái vướng mắc trong cái công tác đấu thầu, đặc biệt là cái công tác lựa chọn nhà thầu. Mong là Bộ Y tế sẽ ban hành một số những cái thông tư để hướng dẫn tiếp cho các cơ quan
đặc biệt là phía các cái bệnh viện tuyến dưới trong công tác đấu thầu và lựa chọn các cái vật tư hóa chất để phục vụ bệnh nhân trong cái giai đoạn sắp tới. Như vậy, Nghị định 24 đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đấu thầu lĩnh vực y tế. Những quy định mới của Nghị định sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cho các đơn vị y tế trong việc mua thuốc, vật tư, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Với những cái quy định của Nghị định 24 thì về cơ bản đã giải quyết được cái nhiều khó khăn trong các cơ sở y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở khám chữa bệnh, đáp ứng được với kỳ vọng của người dân. Ở đây thể hiện được việc này là nó thể hiện được chính phủ đã quan tâm đối với cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân và đã tháo gỡ được các cái khó khăn vướng mắc của các cái cơ sở y tế trong thời gian sắp tới. Nghị định 24 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 năm 2024 đã giúp các cơ sở khám chữa bệnh tự tin chủ động thực hiện hoạt động mua sắm thuốc, vật tư thiết bị y tế, đảm bảo đủ thuốc, vật tư hóa chất thiết bị y tế, phục vụ tốt hơn công tác khám bệnh chữa bệnh vì mục tiêu chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện xử phạt nguội vi phạm giao thông bằng nhiều hình thức. Sau gần một năm triển khai, ý thức của người dân khi tham gia giao thông đã được nâng lên, từng bước hình thành sự tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Hiện nay, việc xử phạt nguội được thực hiện bằng nhiều hình thức như trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, hệ thống cơ sở dữ liệu bằng hình ảnh hoặc video do Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương chuyển đến, hình ảnh do các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và từ các tổ chức cá nhân cung cấp. Từ những nguồn này, lực lượng chức năng phân tích đánh giá lỗi vi phạm, sau đó tra cứu và gửi thông tin xử phạt về địa chỉ của người vi phạm. Nếu quá số ngày quy định, người vi phạm không đến cơ quan chức năng nộp phạt sẽ bị gửi thông báo cho đơn vị đăng kiểm, buộc phải nộp phạt khi đến kỳ đăng kiểm. Trong một tháng gần đây, lực lượng chức năng đã xử phạt nguội hơn 3.600 trường hợp vi phạm luật giao thông, chủ yếu với các lỗi người điều khiển xe ô tô, xe gắn máy, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, đi sai làn đường, không đi bên phải chiều đi của mình, đỗ dừng, chuyển hướng không đúng quy định, chạy quá tốc độ quy định. Đối với những phương tiện mà chúng tôi không dừng được thì chúng tôi sẽ gửi về đơn vị và yêu cầu tra cứu về chủ phương tiện và gửi thông báo về cái chủ phương tiện đấy để làm công tác xử lý. Trong thời gian qua ấy, thì cái công tác xử lý phạt nguội ấy, thì một là làm được cái công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Hai là ảnh hưởng đến thực tế là ảnh hưởng đến cái người điều khiển và làm giảm cái hành vi vi phạm về tốc độ. Trong cái thời gian qua thì cái hành vi vi phạm tốc độ đã giảm mạnh. Hiện nay 27 trên 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có hệ thống camera an ninh. Hạ tầng số cũng phát triển góp phần quan trọng vào kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông. Việc triển khai xử phạt nguội các vi phạm giao thông góp phần giảm thời gian và lực lượng xử lý trực tiếp, đồng thời góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, loại bỏ dần tâm lý đối phó, chỉ thực hiện luật giao thông khi có lực lượng chức năng. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, một sự kiện lớn của báo giới cả nước sẽ được tổ chức: Hội báo toàn quốc năm 2024. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào mừng 99 năm chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Hội báo được tổ chức nhằm nêu bật những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Đây còn là dịp giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân, nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời biểu dương, động viên những cống hiến của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Hội báo toàn quốc năm 2024 mang đến cho công chúng và các hội viên nhà báo nhiều sự kiện nghiệp vụ văn hóa phong phú, có sức lôi cuốn như trưng bày ấn phẩm báo chí, tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, trao giải trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc, giải bóng đá cúp nhà báo và công luận lần thứ hai, các hoạt động giải trí, ca nhạc,
Đặc biệt, phần diễn đàn báo chí toàn quốc với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng một số diễn giả trong nước và quốc tế. Dự kiến có 9 phiên hội thảo tọa đàm với các nội dung như giải pháp đưa nội dung lên các nền tảng số, tổ chức vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, triển khai các ứng dụng AI, chatbot, ChatGPT, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số báo chí. Bên lề diễn đàn sẽ diễn ra triển lãm các sản phẩm thiết bị, phần mềm, công nghệ báo chí, truyền thông với sự tham gia của các công ty công nghệ. Hội báo toàn quốc năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024 để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động. Hội báo toàn quốc năm 2024, báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.